Trắc nghiệm địa lý lớp 12, bài 31, vấn đề phát triển thương mại và dịch vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Ý nào sau đây không đúng với ngành nội thương của nước ta? A. Trong cả nước đã hình thành thị trường thống nhất. B. Hàng hóa phong phú, đa dạng. C. Thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa. Hoạt động ngoại thương của nước ta ngày càng phát triển, chủ yếu là do A. Tăng cường hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế B. Nhu cầu tiêu dùng của dân cư và nguồn vốn đầu tư tăng nhanh C. Khai thác tài nguyên hiệu quả, tăng nhanh chất lượng sản phẩm D. Đa dạng hóa thị trường và tăng cường sự quản lý của nhà nước. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau đổi mới cho đến nay? A. Kim ngạch xuất khẩu nhìn chung tăng qua các năm. B. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản là các thị trường lớn. C. Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu. D. Thị trường được mở rộng và đa dạng hóa. Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây, chủ yếu là do tác động của việc A. đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa. B. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại. C. mở rộng và đa dạng hóa nhiều thị trường d tham gia nhiều thành phần kinh tế yếu tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay a nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa b nhu cầu của chất lượng cuộc sống cao c việc phát triển của quá trình đô thị hóa d sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây a nhu cầu du lịch tăng có nhiều di sản thế giới b tài nguyên du lịch phong phú cơ sở lưu trú tốt c chính sách phát triển nhu cầu về du lịch tăng d thu hút nhiều vốn đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm A. Di tích, lễ hội B. Địa hình, di tích C. Di tích, khí hậu D. Lễ hội, địa hình Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm A. Địa hình, khí hậu, di tích B. Nước, địa hình, lễ hội C. khí hậu, di tích, lễ hội. D. khí hậu, nước, địa hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.